Yo, hello anh em, hôm nay em quay trở lại với Top Mobile Games. Và hôm nay thứ hai là chúng ta cũng có cái box dành cho fan choice. Các cầu thủ được bình chọn dựa trên sự yêu thích của fan ở trong cái giải Ngoại hạng Anh của chúng ta. Thì trong cái box này thực sự là cũng có khá nhiều là các cầu thủ chất lượng, cũng như là có một cái số lượng mà xuất hiện là FP, cái số lượng feature player nó rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta hãy nói đến trường hợp của Alexander Arnold. Đây là một cầu thủ mình cũng đã quay được rồi. Và ở vị trí của Arnold thì vị trí RB, nhưng cái bộ chỉ số về chuyền trọt lại rất đỉnh, cũng như là về khả năng giữ bóng và tấn công. Đặc biệt hơn nữa đó chính là về mặt tốc độ nó khá là cao, cũng như là lực sút, và một cái nữa đó là stamina, nhìn chung thì cũng rất ổn định với cái khả năng truyền của Arnold. Pinpoint crossing hay là kể cả cũng có cả one touch pass và cũng có thừa slot để anh em add thêm skill. Thì hiện tại mình đang để cái skill là fighting spirit. Cá nhân mình thấy thì vẫn có thêm một cái skill về dây bóng nó sẽ ổn hơn, như là double touch thì nó sẽ ok hơn, dễ đá hơn rất là nhiều. Nhưng có fighting spirit thì ít nhất phòng ngự nó cũng không quá thọt. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến các trận đấu cùng với Alexander Arnold nha. Cộng đương nhiên là với Alexander Arnold thì chúng ta sẽ có một cái lối đá tạt cánh đánh đầu nó rất là nhiều và cũng rất là dễ để có thể tạt cánh đánh đầu cùng với cả Arnold. Thì với cái sơ đồ chiến thuật ngày hôm nay chúng ta thi đấu, ui team bạn đá ba hậu vệ đá rất là hay, nhưng mà với cái khả năng đá ba hậu vệ như thế này thì chúng ta có thể khoét vào cánh rất là nhiều, và đây sẽ là lúc mà Arnold thể hiện được cái khả năng chuyền trọt của mình, cũng như là về tốc độ leo biên bám biên rất là chắc chắn. Đây anh em thấy được rằng là mình leo biên cũng rất là easy khi mà team bạn đã năm hậu vệ đặt vô úi dù tí thì được. Đó là những cái đường truyền mà anh em có thể tận dụng cùng với cả Alexander Arnold. Với Arnold thì anh có thể truyền sệt mang bóng xuống đáy biên và chúng ta truyền sệt vào trong, hoặc là tung những cái đường truyền sớm với cái độ cong rất là kinh dị của Arnold ấy, nhìn chung là cong cực kỳ dị như kiểu của Beckham ấy, thì với những cái đường truyền sớm nó tạo ra cái điểm rơi hoàn hảo cho tiền đạo băng vào đánh đầu. Đó là cách mình hay truyền cùng với Arnold. Ngoài ra thì xuống đáy biên thì chúng ta có thể tạt vào cũng được, đấy cũng là cách. Nó có khá nhiều cách để tạt của mấy cả Arnold và cũng rất là easy để tạt. Nhưng đây cũng là một sai lầm khi chúng ta không tạt qua được vị trí phòng ngự của đội bạn. Vỡ mặt rồi, thì bạn phản công cũng rất là hay. The Brainer trong trận này đã cháy vậy. Trời ơi, quả chạy chỗ kinh dị luôn. Ok, cover The Brainer nhưng mà chạy xuống này. Wow. Một pha phản công để nói mẫu mực. Ok, bạn là mình hơi bị cay ở đấy, hơi bị cay sống mũi rồi. Không sao, bây giờ sẽ tấn công này. Arnold, để xuống. Ok, vẫn Arnold tốc độ khá là ổn định. Chuyền vô anh ơi. Ok, đấy là cái tình huống mà nếu chúng ta xuống đáy biên như này rồi, anh em mình nghĩ anh em có thể chuyển ngược trở lại bằng cái pha chọc khe hoặc là một pha đường chuyền nó sệt thôi. Khi đó thì nó sẽ tận dụng tốt hơn khả năng chuyền trọt của Arnold. Không sao. Đây sẽ lúc chúng ta dâng lên và tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Gỡ hòa một tí đã. Gỡ hòa một trái thì mình mới tạt cùng Arnold nó dễ được. Rồi, ngon rồi. Gỡ được hòa rồi chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều đất hơn vì team bạn sẽ hơi vội vàng một chút xíu. Đây sẽ lúc tấn công của Arnold. Ok. Điểm mạnh của Arnold mình nghĩ chắc chắn là về khả năng tạt sớm. Pha tạt sớm nó có điểm cái đường cắm cực kỳ dị anh em ạ. Ok, những cái pha này là sẽ là pha mình tạt sớm này. Tạt luôn từ đây này. Phóng lăn. Đó chính là cái điểm mạnh của Arnold, độ xoáy cực kỳ dị. Xoáy như là Beckham vậy. Mình nghĩ là Arnold chắc là cũng xứng đáng cái danh xưng truyền nhân của Beckham cho những cái pha tạt cánh đánh đầu, những cái đường chuyền ảo diệu, đường cong cực kỳ dị như thế này. Hay là kể cả những cú đá phạt nữa. Ok.
nói về chuyển trọt quá nhiều với Arnold rồi, phòng ngự thì sao? Nhìn chung thì phòng ngự không quá hay, tuy nhiên anh em vẫn được sử dụng cái khả năng che bóng tốt của Arnold để có thể tạo cái lợi thế để không bị mất bóng và truyền lên cho các vị trí tiền vệ phía trên. Còn về mặt phòng ngự thì mình đánh giá không quá cao. Điểm này thì mình nghĩ là Arnold cái bộ chỉ số cũng nói quá nhiều rồi. Đầu 8, cái bộ chỉ số về phòng ngự thì quá kém thực sự. Ok, nhưng không sao, tấn công chúng ta sẽ lấy công bù thủ. Vẫn là Arnold, chuyền quả này thì cũng ăn rồi, ok. Chắc chắn là bên trong thì anh em nên có một cái vị trí mà ví dụ mình đá đây hai tiền đạo thì cái vị trí tiền đạo cánh phải cùng cánh với Arnold ấy nên là một cột thủ đánh đầu tốt, vì chúng ta hay có những cái đường tạt mà nó ở cột gần nhiều hơn là cột xa. Đấy, còn nếu mà cột xa thì chúng ta nên chuyền sớm, thì khi đó thì cái vị trí tiền đạo đứng xa kia cũng phải đánh đầu tốt, hoặc là có khả năng bằng một dứt điểm hay. Thì trong thời này chúng ta có Forlan chạy chỗ cũng rất là cháy và đứng cột xa thì đánh đầu cũng rất là kinh dị. Forlan, ủa, quả này thì hơi với, có lẽ nên giữ lại một nhịp. Ok, vẫn lạc nôn đây. Và này thì quá thoáng rồi, tìm bạn đá như thế này thì để ui rồi vẫn còn rất là khó khăn, đúng không? Ba hậu vệ thì vẫn thoáng để chúng ta tạt, nhưng cái vấn đề là tìm bạn phòng ngự cũng hay đấy. Ok, lại phản công rồi, phản công sợ quái ngơi. Vietner thoát thế nào được. Rồi, quả này Arnold lại lên tấn công nào. Ok, nói chung Arnold với stamina 97, đá full 90 phút thì mình nghĩ là 80, phút 80 nhá, là cũng hơi khó khăn trong cái khả năng về duy trì thể lực và tốc độ rồi. Tầm này là ok. Nhìn trước thì mình cũng để bóng khá nhiều cho Arnold, nhưng mà nếu mà anh em đám cái thế trận cầm chừng và gây ra bất ngờ ấy, thì cũng ok, tạm 90 phút không vấn đề gì cả. Và một cái nữa đó chính là nếu mà anh em muốn tấn công cánh nhiều ấy thì mình nghĩ là cũng không nên đâu. Chúng ta hãy tận dụng nhiều bài hơn. Tìm bạn trong trận này là đá ba hậu vệ, mình tạt cánh nó mới dễ thôi. Ok, lại là Arnold và Forlan. Cái combo này quá là nguy hiểm, thực sự quá là nguy hiểm. Anh em chú ý nhá, đây cũng chỉ là một bài để tấn công thôi chứ đừng quá lạm dụng. Lạm dụng quá nhiều là chúng ta sẽ bị phản tác dụng đấy. Nhưng bạn đá ba hậu vệ thì mình mới khoét thì nhiều thôi, chứ thực ra cũng nếu mà đá với cái chiến thuật, gặp với những cái chiến thuật mà bên cánh nó quá chặt ấy, Arnold hầu như là bị bất bài rất là dễ. Anh em sẽ bị bắt cả cái người hỗ trợ như là vị trí của Robson này, xong rồi cả Arnold cũng bị bắt, rất là khó truyền vào trong. Trận này thì dễ đấy thôi. Ok, Arnold làm quả cuối cùng đi, được không? Ui ôi, khỏe quá. Rồi, chắc là hết rồi. Ui, cá dễ rồi. Và đó là cái trận đấu ngày nay của chúng ta cùng với Arnold. Anh em nhìn lại cái đường chuyền đây, cái đường chuyền sớm, cái đường chuyền xuống đáy biên nó rất là dị. Đường chuyền này một đường chuyền rất là xoáy khi mà chúng ta tạt sớm với Arnold, cực kỳ là xoáy và tiền đạo bên trong vừa đủ thời gian băng vào đánh đầu luôn. Và những cái pha ban bật trả ngược và chúng ta là đẩy bóng như thế này rất là nguy hiểm. Nếu như bên trong chúng ta có một tiền đạo đánh đầu quá dị, hoặc là một ví dụ, hay kể cả Hà Lan, hay kể cả Torres, hay kể cả là Harry Kane cũng rất là nguy hiểm luôn. Và đó là video ngày hôm nay của chúng ta. Hy vọng anh em thích cái video về Alexander Arnold phiên bản Fun Choice này. Đừng quên like, subscribe, cũng như tiếp tục một Time Games. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại. Peace.